Pháp Sư, con có đọc một bài là hướng dẫn các Phật tử dân cúng lễ Phật. Thì có nhiều một tấm nhưng mà cái mục số 13 thì con không hiểu được. Tại vì họ nói như thế này là khi mình dân cúng trái cây á, mình phải đốt nóng hoặc là lấy dao rạch bỏ hộp. Con không hiểu cái mục số 13 đó. Nó như thế này nè, tại vì cô ngồi xuống đi, tại vì chư tăng ấy không được phép làm hại tới cây cối, như là cái chuyện bứt lá chặt cây là chư tăng không có làm được, không được phép làm là phạm luật. Rồi trái cây cũng vậy, trái cây còn nguyên là chư tăng cũng không được đụng vô luôn, cho nên ấy, trái cây nó phải bị hư hoại đi chư tăng mới dùng được. Thành ra mới có một cái là những cái người hộ tăng mà mình có nhiều cách gọi, có người có nơi họ gọi là những người cấp bí giá, có nơi gọi đó là thị giả, thì tùy thôi. Nhưng mà tóm gọn là họ phải làm một cái thao tác, mình dùng cái từ chuyên môn là tác tịnh ấy, nhưng thực tế mình nói nó nôm na là mình hủy đi cái trái đó. Hủy bằng cách nào? Một là mình cái nếu như cái trái đó, cái hộp nó lớn ấy, thì mình có thể mình tách hộp ra cũng được. Nếu như không thì mình có thể mình gọt một miếng cũng được, hoặc là mình nhúng nó vô nước sôi cũng được, hoặc mình hơ qua lửa cũng được. Nói chung là cách nào cũng được hết đấy, chứ không phải là nói là mình phải tách hộp ra. Hồi xưa thí dụ trái thanh long tách kiểu gì, đúng không? Thì có những trường hợp như vậy, mình chỉ cần làm một cái thao tác đơn giản, thí dụ như là mình gọt một miếng để cho chư tăng coi như là mình quy định với nhau là cái trái này nó hư rồi, là chư tăng yên lòng là cứ xài thoải mái, thì khi đó chư tăng mới được dùng. Nhưng mà nó có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là như bản thân sư, những trường hợp mà Phật tử họ dâng trái cây, hoặc những trường hợp nhà bếp dâng lên trái cây đó, mà cái trái đó nó còn nguyên ấy, sư không có dùng. Bởi vì đúng luật sư không có dùng được, và sư cũng không được dùng. Thành ra mà không có ai giúp cái chuyện mà tác tịnh đó, sư cũng không mở miệng nhờ luôn. Thành ra là nhịn. Thiệt sự quý vị, nhiều trái mình nhìn cũng thèm chứ không sư. Có những trái mà nó còn nguyên vậy đó, muốn ăn lắm luôn á, nhưng mà nó để nguyên vậy đâu có dám ăn đâu. Thành ra thôi cứ ráng nhịn thèm thôi, chứ biết sao giờ. Chứ còn không có cái chuyện mà nhiều người hiểu sai là họ đòi là phải có một cái người nào đó là phải đứng ra lột từng trái rồi phải làm tác tịnh từng trái cho họ. Làm như vậy là mình làm phiền người ta. Thật sự. Thí dụ như cái người mà hộ độ ấy, họ biết ý, họ biết luật thì họ làm, biết thì làm thì chư tăng dùng, không biết để đó chư tăng không dám dùng vậy thôi, chứ không có cái chuyện mà mình làm phiền thí chủ. Thành ra có lần mà sư đi trai tăng, trai tăng ở một cái ngôi chùa rất là lớn của hệ phái phát triển Phật giáo Bắc truyền ấy. Thì quý vị biết là quy định là chư tăng chỉ có đồ ăn dâng tận tay chư tăng mới được dùng. Thành ra là bày sẵn cái mâm đồ ăn đó đó, thì sư mới khéo, sư nhắc nhở là thí chủ dâng cái đồ ăn đó thì chư tăng mới dùng được. Và có nhiều vị thì họ nói là bây giờ vô chùa phải theo chúng, bây giờ các vị Phật giáo phát triển, Phật giáo Bắc truyền họ làm khác, bây giờ ông làm khác ông coi sao được, thì chịu chết thôi. Thực sự mà nói là nếu như mà không có ai dâng thì hôm đó là sư nhịn đói luôn. Đồ ăn ở trước mắt, chén đũa ở trước mắt mà không ăn được, nhịn đói. Nhưng mà nói chung là sau thì thí chủ họ cũng biết ý thì họ dâng. Dâng thì cũng chả phải làm cái gì nó cao cấp, chẳng qua là đưa cái tay dâng cái mâm lên để đưa đến chư tăng là được rồi. Hiểu luật theo cái kiểu là mình không làm phiền thí chủ, cái gì cần nhắc thì nhắc. Nếu như mà người ta cúng dường cho mình nó không có đúng thì chẳng thà mình nhịn đói chứ đừng có làm phiền người ta. Thí dụ như họ dâng cái cây, họ không có làm những thao tác đó, thậm chí họ chỉ cần lấy cái con dao á, họ chọt vô một cái
là được rồi. Nhưng thí dụ như thí chủ họ không làm cái chuyện đó, hoặc là những cái người hộ tăng họ không làm chuyện đó, nhịn theo đúng luật chư tăng, nhịn chứ không có cái chuyện mà mình làm phiền rồi kêu người ta phải chạy tới chạy lui làm này làm kia thì không đúng. Đó mới là tinh thần của việc giữ giới. Rồi cô hiểu chưa? Thì con hỏi thí dụ như bây giờ mình thấy giải đi xem, thì mình nhúng vô nước sâu rồi để luôn cái vỏ đó. Tại vì con có đi cúng dường lên chùa Thắng á, thì con thấy sao mà để nguyên cái trái. Nhưng mà lúc đó thì con không biết, con đi theo mấy bạn thôi. Bây giờ con về con nghiên cứu lại, con nói không biết cái hành động của đó là đúng hay là sao. Rồi như cái trái mâm cục thì nam sinh mình cũng nhúng vô nước sâu thì cũng được. Thì đó là một cái thao tác để mình quy định với nhau là cái trái này nó đã hư rồi. Cho nên là nhúng như nước sôi cũng được. Nhưng mà nhớ nha, nếu mà quý vị nhúng nước sôi thế, nó đâu có rõ ràng như cái việc quý vị bóc ra hoặc là quý vị cắt đi miếng. Nếu mà quý vị nhúng nước sôi, làm ơn nói chữ tăng miếng. Chứ thiệt sự mà nói, ví dụ như quý vị dâng cho sư một cái chùm giải đi, quý vị nhúng nước sôi mà quý vị cứ lẳng lặng quý vị đưa, sư không biết, sư cũng đâu có dám dùng. Thì có việc nói là cái này con đã làm cho hợp lệ rồi, hoặc cái này con đã nhúng nước sôi rồi, hoặc cái làm cái này con đã cắt bí giá rồi, đại loại như vậy thôi, để chư tăng hiểu và chư tăng có thể dùng một cách thoải mái.